Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình giới thiệu tiếp tục cho anh em về những cái công cụ của Total nha. Hôm nay búa nó hơi nhiều anh em ha. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái anh em ha. Thì đầu tiên mình giới thiệu anh em về những cái búa mà một cái đầu vuông, cái đầu dẹp anh em nha. Đây. Khá là đẹp. Rẻ đó anh em ha. Ví dụ đầu này để vuông để chúng ta gõ, đầu này đầu chấn ha. Đó. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho anh em về những nó có nhiều size luôn nha, 100g, 200g. Rồi bây giờ cái cây mà 100g anh em, này 100g giá 52.000 nha. Đó, 100g 52.000. Còn 200g giá 58.000 nha. Đó. 200g giá 58.000 ha. Lên xíu nữa 300g. 300g giá 65.000. À, những cái dòng búa cán của cầm rất là đẹp luôn anh em ha. Đó. Đầu dẹp, đầu vuông, rồi 65.000. To hơn xíu nữa 500g 81.000. 500g giá 81.000 nha. Máy này làm cán bằng nhựa anh em ha, không phải sợi thủy tinh nha. À, đẹp. Đây 500g đây. 81.000. Rồi. To hơn nữa thì đây. To hơn nữa cầm hơi nặng. 100g ký á. À. Hoặc là anh em gõ búa này nó hơi mỏi tay. À, cái này làm gì đồ lớn nặng thôi, chứ thường xuyên nhỏ nhỏ thì nó xài cái kia. Rồi 127.000 cho cái 1 kg nha. Cái tiếp giới thiệu em về những cây búa đóng và nhổ đinh. Đây là cái phiên bản búa đúc nguyên khối nè. Mấy dòng này thì cái thân búa này nó không có phủ thân nè, nó sẽ không có phủ cái keo nên nó sẽ hơi bị oxy hóa một chút. Đây nè, búa này giá là 262.000 nha. Búa đúc nguyên khối. Những cái búa này thì xài nó rất là bền nha. Chuẩn của cái búa này là 20 OZEK hàng công nghiệp nha, 20 OZEK hàng công nghiệp à, đóng vào nhỏ đinh 262.000 nha. Đúc nguyên khối và ra mẫu mới như thế này nè. Đó. Còn đây đóng vào nhỏ đinh, đây đây là cái đóng vào đinh. Cái búa này làm bằng sợi thủy tinh nè, nó có ghi là fib nè nha, fiber plat hand nè, 29mm, búa đầu kiểu Anh, giá có 106.000 thôi. Đó đây nha, rất là đẹp, có 106.000 anh em mua cái này ngon nè, đóng đinh và nhỏ đinh ha. Đó, đầu thiết kế dạng kiểu Anh. Rồi nó ghi kiểu Anh thì mình đọc kiểu Anh thôi chứ mình không biết kiểu Anh đó là giống như thế nào ha. Đóng đinh ha, nhỏ đinh, rồi 106.000 nha, sợi thủy tinh. Kế tiếp nữa đây là cái búa, búa này thì 107.000 đóng đinh chống trượt, có 500 nha, nhỏ đinh nằm ở đây. Đó, cái dòng này thì nó sơn màu đào xanh nằm đây luôn. Cái dòng này thì không phải sợi thủy tinh nha anh em á, cái cán búa không phải sợi thủy tinh. Thông thường nó có thì nó ghi đúng rồi, sợi thủy tinh luôn nè, ở đây nhỏ quá. Fiber Blast Hand này ha, sợi thủy tinh luôn nha, 16 OZEK, 107.000 cho cái búa này nha. Đóng đinh là có 500, hít đinh là nha, nhỏ đinh nằm ở đây. Mấy dòng búa này thì có đầu keo nó hơi chạy chạy xíu, nhìn nó hơi nó cái keo anh em hình nó ố ố xíu nha, 107.000. Rồi kế tiếp nữa về súng bắn keo. Đây là súng bắn keo nè ha. Loại này 108.000. 100W. Cho nên bị tới hai cái keo ha. Đó, 100W. Là nhỏ nha. Cái keo là 11.2. Đường kính là 1.2 ha. Cho loại là 7.000, lớn hơn nữa là 249.000. Cái keo cũng là 1.2 luôn mà con cái loại này thì tới 220W, loại lớn nha. Em xài nhiều xài mua cái này. Gia đình ít sàn này. Rồi 108.000 là gia đình ha. Còn sàn công nghiệp nè, industrial nè, 249.000 nha anh em. Rất là đẹp. Đó. Kế tiếp nữa thì một bộ cờ lê dòng miệng. Bộ này thì giá có 197.000 thôi, rất là rẻ. Thép CRV nha, hàng công nghiệp luôn. 6 8 10 13 14 15 17 19. Dòng này nó không có 12 nha anh em. Không có 12 nha. Nó chỉ có là 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19 nha. 197.000. Kế tiếp nữa thì anh em một cái kìm mỏ quạ. Đây là hàng công nghiệp và cái dòng này rất là to luôn. 12 inch nha. Bình thường kìm mỏ quạ chỉ có 10 inch thôi. Dòng này rất là lớn. Dòng công nghiệp thép CRV nha. 137.000 cho kìm này. Mã mới nha. Hôm trước giới thiệu một lần nha anh em rồi đó. Nha. Ok, dòng này nó dài ha. Dài, được khỏe hơn, 137.000.
Kế tiếp nữa thì anh em một cái bộ tu vít cách điện 1000V 3 cây, giá chỉ có 95.000 thôi. Trong đây nó sẽ gồm hai cây dẹp, một cây 3 ke. Hai cây dẹp á là nó sẽ là dẹp dẹp 4 nè. Rồi dẹp 5.5L nè, pH2. Hầu như phổ thông luôn anh em á, để người ta xài. Chuẩn cách điện 1000V nó có 95.000 bộ 3 cây thôi. Còn nếu anh em mua lẻ đây nè. Đây là pH2 nè, giá là 36.000 cây này. pH2 nha, dạng 100. Còn không á là dẹp 5.5L nè, dạng 125. Giá là 32.000 nha, một cây 36 cây 32. Kế tiếp nữa cách điện 1000V thì có con dao này nha, dao tước thẳng cái cách điện 1000V chuẩn ZVD 175.000 anh em á, cái thẳng. Thiết kế lưỡi như này thôi, ngắn vậy nè. À, xài điện sóng anh em á. Rồi, kế tiếp những cái bộ vít hai đầu. Đây là vít hai đầu đó ha. Một cái BH1 nè, cái dẹp nè. Thì này loại nhỏ nha, thép cũng CRV thôi. Nhưng mà cái BH1 với dẹp 5 ly. Dạng 135mm, giá của này là 24.000 nha. BH1 nha anh em á. Còn mình to hơn xíu BH2 và dẹp 6.5L. Nha, dẹp 6 dẹp 6 ly và BH2 chứ. Giá 34.000 ha, hai đầu. Đó, dài 135mm. Rồi cái dài 160mm nha. Rồi tiếp tục anh em ha. Rồi cái tiếp bộ khoan bắn vít 4V dòng Super Select dòng giá rẻ là 233.000 nha. Bộ này thì quá rẻ rồi. Nhìn đi bắn vít đồ nhựa đồ nhỏ nha anh em ha, làm trên cao rồi đó. Nha, một 233.000 dòng 4V thôi. Tốc độ quay 180 lực xoắn 4 N. Kế tiếp nữa cái bộ này mới xài mới nhiều anh em á, gia đình ta xài bộ này 18 trong 1. 9 cái cây tua vít, mỗi cây hai đầu là 18 đầu trong 1, có 500 thép CRV ha. Nhiều lắm, dẹp là 5, dẹp 4 5 6 BH012 BZ là 1 2 T 10 15 20 30, H3 H4 H5 H6 rồi S1 S2, quá cho đầu luôn, 158.000 trong bộ này nha anh em ạ. Cái tiếp đây là cái bộ tua vít 2 cây, một cây BH2, một cây dẹp 44.000 nha. Dòng này thì làm bằng thép CRV có 500 ha. À, gia đình ta xài con này ngon nè, 44.000 thôi. À, khá rẻ. Nhiều thì mình giới thiệu là lẻ xíu anh em ha. Rồi cái tiếp nữa một cây kiềm rút River dòng Super Select cũng dòng giá rẻ luôn, giá có 78.000 thôi. Gia đình ta cần xài sản này, này rút nhôm nha, không rút bằng inox. Rút nó tối đa nhôm lên 4.8 ha, từ 2.4, 3.2, 4.4, 4.8 nè. Rồi cái tiếp nữa đây là bộ cờ lê đa năng, nó có 3 cái đầu, cũng cái giá cũng rẻ nè, mà giá 149.000 nha. Cái đầu này thì nó mở từ 15-22, đầu này từ 23-32 đó, cái đầu này từ 19-14 đó, đa năng 149.000. Cái tiếp nữa một cái tui vít bẻ cong ha, tui vít này xài cái đầu này gắn qua sử dụng cái đầu này, dẹp 567 BH là 123 T 10 15 20 25, giá có 73.000 thôi nè, thép CRV nha, gốc gạt vào sàn này ngon. Kế tiếp nữa một dao ship, dao này 62.000, dao giá rẻ nè, Super Select nè, dao ship ha. Trang bị chúng ta thêm mấy cái lưỡi nữa anh em ha. Đó, một con dao mà trang bị tới mấy cái lưỡi nữa, rẻ luôn á, 6 lưỡi luôn á. 5 cái lưỡi Seiko, một cái lưỡi phụ nó có 62.000. Quá là rẻ, nội cái hộp mũi dao mà anh mua cũng mấy chục ngàn rồi. Rồi, kế tiếp nữa một cái kéo làm điện nha. Những anh em làm thợ điện sẽ sử dụng cái kéo này. Dài là 7 inch 178mm, giá 75.000 nha, kéo thợ điện anh em ha. Đây. Rồi 75.000. Cái tiếp nữa cái sủi giá rẻ 19.000 thôi ha, lưỡi dao nhỏ nè. Rồi một cái bộ tua vít 2-4-6 cây nha, BH1 2 cây, BH2 dẹp 2, dẹp 5.5L 2 cây, một cái dẹp 6.5L, giá bộ này 110.000 nha. Đây là một cái bộ lục giác, một cái bông cái lục giác không nha, loại dài. Những cái T10 15 20 25 27 là 30 40 45 50. Còn lục giác á là đi rưỡi 2 ly, 2 rưỡi, 3 4 5 6 8 10. 195.000 trong bộ này nha anh em ha. 195.000. Đây là bộ cần siết 216.000 nha. À, khẩu 1/4. Đó, thép CRV luôn, hàng công nghiệp luôn. Dòng này thì nó có những cái số nè, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ha, cần nấu dài và cần siết tự động. Bộ này giá có 216.000 thôi, khá là rẻ. Còn nếu mắc hơn nữa thì chúng ta có thể bộ 1 2, 448.000. 448.000 nó có những cái số như là 10
mất tiêu rồi. Dòng này thì nó có là ống in đây anh em ơi. Đọc luôn ha. Rồi 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 17 nè, 19 nè, 21 nè và 24. 21 nhớ là 24 nha. Cần nối dài, cần siêu tự động, giá là 448.000 nha, thép CRV hàng công nghiệp hết. Đó. Hàng công nghiệp này xài tay anh em, không sử súng nha, súng anh em xài đầu khẩu đen mới được. Kế tiếp nữa một cái kìm tuốt dây điện mẫu quả nha, kìm này thì giá 155.000. Anh em đưa vô anh em bóp cái là nó móc nó nhảy đó thôi. Cái tuốt được 0.5 đến 6 mm, hàng công nghiệp ha, 155.000. Kế tiếp nữa đây là một cái bút giò nha, bút giò điện, giò ngoài dây nha. Có điện thì có dây nóng thì nó báo lên. Nha, giò từ 2V đến 1000V. Ha, một cái bút giò này giá 164.000. Đây là kìm mỏ quạ nha, kìm này 114.000, thép CRV nha. Đây hàng công nghiệp. Đó, chrome aluminum nè. Anh em cần giá rẻ thì xài cái con này, có 114.000 thôi. Hàng total thì nó nhiều loại lắm anh em ha. Rồi, kế tiếp nữa một cái cọ. Cọ này giá 23.000 nha. Cọ này dùng để chúng ta cọ sơn, cọ này nọ ha, cọ reset rồi đó. Rồi. Đây là hai cái kìm bấm cáp mạng ha, một cái là bấm từ 4B, 6B, 8B. Dòng này giá 128.000. Hai nữa đó là nó có dòng này, vậy bấm từ 6B, 8B thôi, giá 141.000 nha. Nó sẽ có cắt luôn anh em ha, đây này có cắt luôn nè, rồi có thước dây luôn ha. Rồi 128, 141. Đây là cái kìm bấm tuốt dây điện ha, rồi 205.000. Cắt nè, bấm cót nè, tuốt dây nè nha, của anh Total. Mấy dòng này giờ phổ thông lắm anh em ơi, in còn Total gì nó cũng có ra hết rồi, có 205.000 cái là khá rẻ. Rồi đây là cái kìm mỏ quạ ha, hàng cũng khá là xịn, hàng công nghiệp nè. Bấm này vô anh em kéo nó có xuống ha, đó chứ nó không có dùng cái hệ bán nguyệt nữa. Rồi cái dòng này giá 196.000 anh em, hàng công nghiệp, thép CRV ha. Đó, loại tốt của Total, giá nó mắc hơn, 196.000. Cái tiếp nữa đây là hai cái kìm bấm càng cua. Đó, một cái 70.000, loại nhỏ nè, hai tấc mà cái răng là răng nhỏ ha. Đây, răng như thế này nè. Đó, những cái công việc chúng ta đòi hỏi nhỏ nhỏ chúng ta xài cái này, 70.000 cũng rẻ. Hai nữa là cái loại lớn, cái răng to đùng như nè. Đó, răng càng cua mối cong cái dạng ngàm lớn anh em. Cái hai dòng này thì nó đều hai tấc hết, giá 85.000 thôi, cũng rẻ không có mắc. Đó là về những cái công cụ của hãng Total anh em. Nha. Rồi. Ok luôn, anh em đã nhu cầu mua sản phẩm nào thì có thể liên hệ ha. Số điện thoại bên dưới được mua hàng hoặc ghé bên cửa hàng để mình chọn. Những cái dòng này mình treo cửa hàng nhiều lắm. Anh em có thể ghé bên 876 Lạng Quân á, treo những cái thằng của Total khá là nhiều luôn. Nhiều lúc nó hơi rối, mấy lần mình tìm cái công cụ nó hơi rối tại vì nhiều quá mà. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.